khi tôi chơi các game và phản ứng của mẹ tôi kìa. 1. Roblox. Hôm nay mình sẽ chơi Roblox thôi nào. Mình sẽ cày tiếp Rock Fruit thôi nào. Đầu mình sẽ bấm vô Rock Fruit mình chơi thôi nào. Ok là rồi, mình đã vào Rock Fruit rồi nha. Hôm nay mình sẽ chơi thử Rock Fruit nha. Bây giờ mình sẽ đi phần Maryland Leader để nó đọc rồi Huy nha. Ui chích, vô. Ai cho con tự tiện chơi game đấy hả? Có tên là mẹ kêu bố không? Con xóa cái game ngay đó, nhanh lên. Con không xóa. Lại con chế treo à. Con hôm nay không có bố nha. Hôm nay mẹ sẽ em cho con mẹ con bán để mẹ xử con. Ai tiệm lẩu đường hạnh phúc. Hôm nay mình sẽ chơi tiệm lẩu đường hạnh phúc. Và hôm nay mình sẽ đi thăm cái tiệm lẩu của mình, nó đẹp cỡ nào nha. Trước tiên mình sẽ đi coi các nhân viên mình nha. Tiểu Vương, lo mà tập trung công việc đi kìa. Suốt ngày cầm con cá. Hồi nãy ta thấy nhân viên trong phòng riêng kia kìa. Lo mà đi tiếp khách đi. Mình sẽ cho cái quán này tất cả đều là ký ức màu hồng hết. Ui dồi, mẹ vô. Hết cả hồn. Ủa con đang chơi cái gì vậy con? Con nói cái tên game cho mẹ biết nào. Cái game mà con đang chơi đúng không? Cái game mà con đang chơi chính là cái game tiệm lẩu đường hạnh phúc. Tại cái game này á, là con mình có thể là bán hết tất cả các lẩu nè. Hiện tại con chơi được cả tháng trời rồi. Bây giờ con đang lên nâng cấp cái nhà hàng lên ký ức màu hồng nè. Ê mẹ, mẹ lấy điện thoại mẹ tải về thử chơi nha. Ủa vậy nhà mình con còn có ai chơi tiệm lẩu đường hạnh phúc với trai như con nữa không? Nhà mình còn có dì Ba Như còn chơi nữa. Mà cái game này có cái gì bạo lực trong đó không? Dạ cái game này không có cái gì bạo lực trong đó ạ. Game này rất bình thường luôn á. Ok mẹ thấy con chơi game này cũng được á. Game này không có bạo lực gì thì con cũng chơi đi. Mẹ sẽ không ganh con hay combat con cái gì đâu. Tổng kết lại, Roblox bị mẹ ganh kiểu combat và xóa game tiệm lẩu đường hạnh phúc mẹ cho chơi.